Nga khẳng định Ukraine đứng sau vụ nổ cầu Crimea. Ủy ban điều tra quốc gia Nga cho biết họ đã chứng minh được cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ cây cầu Kerch xảy ra vào tháng 10 năm 2022. Alexander Pachyskin, lãnh đạo Ủy ban điều tra quốc gia Nga ngày 19 tháng 2 cho biết giới chức nước này đã xác định danh tính 12 người tham gia vào vụ tấn công khủng bố do tình báo Ukraine thực hiện nhắm vào cầu Kerch nối Tây Nam Nga với bán đảo Crimea. Theo ông Bajeskin, những người này có quốc tịch Ukraine, Armenia, Armenia Georgia và Nga. Tám trong số đó đã bị bắt. Theo các chuyên gia, kỹ thuật viên tiếp tục nghiên cứu bằng chứng tìm thấy tại hiện trường. Tất cả thông tin sẵn có đang được tổng hợp và phân tích để có bức tranh toàn cảnh về sự việc và xác định những kẻ liên quan. Ông Pachikin nói nhưng không nêu chi tiết. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Cầu Krum hay còn gọi là cầu Kerch, dài 19 km, nằm trên eo biển giữa Biển Đen và Biển Azov, được Nga xây dựng sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Đây được coi là tuyến đường trọng yếu kết nối bán đảo với đất tiền Nga. Cây cầu hư hại nghiêm trọng sau vụ nổ lớn, dạng sáng ngày 8 tháng 10, hai nhịp cầu bị sập và bảy toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển tới Krum đã bốc cháy. Các nhà điều tra Nga cho rằng chất nổ được giấu trong các cuộn vật liệu polyethylene trên xe tải đi qua cầu. Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine gây ra vụ nổ và lệnh tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa vào Kiev cùng nhiều thành phố Ukraine từ tháng 10 để đáp trả. Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ nổ. Thông tin chiếc xe bom làm sập cầu Crimea cũng gây hoài nghi khi một số chuyên gia quân sự cho rằng sóng xung kích từ vụ nổ như vậy thường hướng lên trên theo hình nón thay vì tác động xuống dưới mặt cầu. Trung Quốc-Mỹ cảnh báo gây gắt lẫn nhau liên quan xung đột Nga-Ukraine Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Washington vạch làn danh đỏ đối với Bắc Kinh về vấn đề gửi khí tài tới cho Nga. Trung Quốc và Mỹ vừa cảnh báo gây gắt lẫn nhau liên quan tới xung đột ngạo ukraine Những phát ngôn gây gắt này được ông Vương Nghị, chủ nhiệm Ủy ban Văn phòng Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong cuộc gặp bên lề hôm 18 tháng 2 tại Hội nghị An ninh Munich của Đức. Cụ thể trong cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh, là một cường quốc, Mỹ nên đóng góp và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa và tìm kiếm cơ hội để hưởng lợi từ đó. Theo cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh giữ vững lập trường mang tính xây dựng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine và ủng hộ quá trình đàm phán. Ông Vương cũng nói rõ rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tha thứ những lời dạy dỗ hay thậm chí là đe dọa của Mỹ nhằm gây thêm áp lực lên quan hệ Nga-Trung. Kể từ khi xung đột ngã Ukraine bùng nổ, Trung Quốc đã từ chối lên án hành động của Moscow trong khi nhiều lần kêu gọi hòa đàm nhằm kết thúc chiến sự, thiết lập hòa bình tại Ukraine. Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich trước khi gặp ông Blinken, ông Vương thông báo Trung Quốc đang soạn thảo và sẽ công bố tài liệu liên quan tới lập trường của nước này trong cuộc khủng hoảng Ukraine vào cuối tháng này. Về vấn đề Ukraine, lập trường của Trung Quốc là ủng hộ các cuộc hòa đàm, Chúng tôi sẽ công bố một tài liệu về lập trường của Trung Quốc trong việc dàn xếp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như sự kiên định đối với hòa bình và đối thoại, ông Vương cho hay. Trong khi đó, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc hôm 18 tháng 2, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo Bắc Kinh về tác động và hậu quả nếu Trung Quốc viện trợ vật chất hay hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây lời cảnh báo trên của ông blinken được đưa ra sau khi truyền thông mỹ dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay washington tin rằng bắc kinh có thể đang cung cấp hỗ trợ quân sự phi sát thương cho moscow để sử dụng tại ukraine và chính quyền tổng thống mỹ joe biden cũng lo ngại cường quốc châu á này đang xem xét gửi viện trợ sát thương cho moscow theo trang sputnik có nhiều dạng hỗ trợ mà ít nhất Trung Quốc đang dự tính cung cấp, bao gồm khí tài. Ông Blinken trả lời phỏng vấn kênh NBC News sau cuộc gặp với ông Vương và cho biết Washington sẽ sớm công bố thêm thông tin chi tiết về vấn đề trên. Dù vậy, nhà ngoại giao Mỹ vẫn cho biết Bắc Kinh chưa vượt qua làn danh đỏ. Trong một diễn biến liên quan, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield hôm 19 tháng 2 cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt qua làn danh đỏ nếu cung cấp khí tài cho Nga sử dụng tại Ukraine. Chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng nếu có bất kỳ ý nghĩ hay nỗ lực nào của Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào khác trong việc cung cấp khí tải cho Nga trong cuộc xung đột tới Ukraine thì điều đó không thể nào chấp nhận được. Đó là lằn tranh đỏ, bà Thomas Greenfield nhấn mạnh. Tổng thống Zelensky bảo vệ Bắc Mút quan trọng nhưng không phải bằng mọi giá. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 2 nói rằng sẽ tiếp tục giữ phòng tuyến tại Bắc Mút nhưng không phải bằng mọi giá. Nhận định của ông Zelensky được đưa ra giữa thời điểm các cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi về việc liệu các lực lượng của Ukraine có nên tiếp tục cố thủ ở thành phố phía đông này không. Đúng vậy, đây không phải là một thị trấn quá lớn, chia thực tế giống như nhiều nơi khác ở Donbass, nó đã bị quân đội Nga phá hủy, việc bảo vệ nó có vai trò quan trọng nhưng không phải bằng mọi giá. Một số nhà phân tích cho rằng thị trấn này có ý nghĩa biểu tượng hơn là giá trị chiến lược bởi đây là cửa ngõ để dẫn vào các thành phố xa hơn ở phía Tây Donetsk ông Zelensky nhận định các chỉ huy Nga đang quyết tâm thúc đẩy kế hoạch tấn công vào các thành phố Kramatorsk và Sloviansk nằm ở phía Tây Donetsk cũng như thành phố trung tâm Dnipro. Chúng tôi sẽ kháng cự và chuẩn bị cho đợt phản công tiếp theo, ông Zelensky cho hay. Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây một năm và tập trung vào việc đảm bảo quyền kiểm soát Donbass sau khi rút khỏi Kiev. Quân đội Nga bao vây Bakhmut từ tháng 7 sau khi kiểm soát được hai thị trấn lớn ở phía Bắc, Moscow cũng đạt được một số thành tựu tại những ngôi làng gần đó trong khi giao tranh ác liệt diễn ra tại các quận phía Bắc trong những ngày qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết thị trấn này được bảo vệ bởi một dòng sông và một khu rừng, đóng vai trò quan trọng đáng kể trong việc ngăn chặn các lực lượng của Nga. Không có cơ sở nào ở thời điểm này để nói rằng quân đội Ukraine sẽ để lại Bắc Mút, thị trấn này không bị bao vây, nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kovaleno cho hay. Bakhmut đóng vai trò quan trọng, nó giống như một cái bẫy. Trong 9 tháng, nó đã kéo các nguồn lực và phương tiện của quân đội Nga vào đây. Nó không phải là một pháo đài, mà là một cái bẫy, nhà quan sát này nhận định. Chúng tên lửa chống tăng của Nga, lính Ukraine văng ra ngoài cửa sổ 30 m Trong cuộc tấn công vào một trong những tòa nhà dân cư bỏ hoang, quân đội Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng để đánh bật quân đội Ukraine khỏi vị trí. Theo Avia Pro, một quả tên lửa chống tăng bắn trúng vào cửa sổ tòa nhà vụ nổ sau đó đã khiến một binh sĩ Ukraine văng ra ngoài với khoảng cách gần 30 mét trong đoạn video được công bố có thể thấy quân đội nga phóng tên lửa chống tăng từ hệ thống tên lửa chống tăng di động Konet theo giới quan sát quân sự vụ nổ mạnh trong phòng kín với sóng xung kích khiến các quân nhân Ukraine bị văng qua cửa sổ và điều này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ Tuy nhiên vẫn chưa biết chính xác đoạn video được quay tại đâu. Xét theo tình hình, nó có thể xảy ra vài tháng trước. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin do phía nga công bố. Hệ thống tên lửa chống tăng di động Konet của nga được thiết kế để kết liễu xe tăng, bao gồm cả những xe được trang bị giáp phản ứng nổ, công sự quân sự cố thủ, cũng như các mục tiêu quy mô nhỏ. Hệ thống Konet có thể được trang bị cho nhiều loại xe bánh xích, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đồng thời hoạt động như một hệ thống di động độc lập. Conet có thể theo dõi tấn công hai mục tiêu và vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ di động của đối phương cùng lúc. Đạn tên lửa Conet có trọng lượng 27 kg, chiều dài 1,2 m, đường kính thân 152 mm và sải cánh 460 mm. Mỗi đạn tên lửa mang một đầu đạn liều nổ kép hít với khả năng xuyên giáp RHA 1000 đến 1200 mm ở sau giáp bảo vệ. Ngoài ra tổ hợp này còn được trang bị hệ thống gây nhiễu, gây sự yếu khí tài chính xác và hệ thống dò tìm mục tiêu bằng quang điện tử mà đối phương sở hữu. Đặc biệt, con có thể loại bỏ những mục tiêu không kích tầm thấp, chẳng hạn máy bay không người lái, trực thăng chiến đấu và máy bay phản lực yểm trợ không kích.